vượt đèn đỏ. Đây, à, chúng tôi sẽ đi đến một cái đoạn à, giao lộ và một cái à, ngã tư và ở trên cái ngã tư này thì là ngã tư này nó là cấm rẽ trái và cấm quay đầu. thì trước khi đến cái điểm đấy thì nó đã báo cho chúng ta, tức là ở cái ngã tư này chúng ta có ở đây ngã tư này nó sẽ có là cam à, cam vượt đèn đỏ này, phạt vượt đèn đỏ này và rẽ biển à, cấm rẽ. đây. Đấy, thì ở trên màn hình nó đã cảnh báo trước rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến để chúng ta sẽ nhìn xem đây đây là ngã tư Trần Duy Hưng với cả Bixi đây đây là còn 38m 46m này đây quý vị trông thấy đây 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 là một cái biển cấm rẽ và cấm cấm quay đầu nhìn thấy gì ở đây không ạ đây đấy, khi mà chúng ta đi như thế này đến một cái đoạn đường một đoạn ngã ba ngã tư có các cái lối rẽ thì ngay lập tức là ở trên màn hình nó sẽ xuất hiện luôn cái làn để chúng ta đi à, làn trái này làn giữa này và làn phải Đấy, thì chúng ta nếu mà chúng ta sẽ phải thì chúng ta sẽ đi ở ở làn bên phải để tránh những cái trường hợp ví dụ như là đỗ sai làn là rất là dễ bị phạt khi đi vào trong phố cách đây khoảng một tháng thì bên Việt Map họ đưa ra một cái phần mềm Việt Map Live phiên bản thương mại có thể dùng được trên các thiết bị di động như điện thoại à, kết nối Apple CarPlay và Android Auto hiển thị trực tiếp trên màn hình của xe ô tô và kể từ khi ra mắt thì cái phần mềm này được rất là nhiều quý vị khách hàng đón nhận và đặt mua mặc dù là cái sản phẩm này giá nó rất là cao cao hơn cả S1 cao hơn cả S2 của Vietmap nhưng mà vẫn được khách hàng đón nhận rất là nhiều à, vậy thì lý giải tại sao nó lại bán tốt như vậy bản thân tôi cũng là một người sử dụng ngay từ khi ra mắt và tôi dùng trên điện thoại này đi cũng khá là nhiều cung đường test các cái tính năng của nó thì bản thân tôi tôi cảm thấy cũng rất là ok cộng với cái quá trình bán hàng tôi hỗ trợ khách hàng thì tôi list ra ba cái điểm ăn tiền nhất ở trên cái phần mềm Việt Map Line này để quý vị cùng theo dõi và video này nó sẽ có hai phần phần một là ba điểm ăn tiền ở trên Việt Map Line phần thứ hai là review nhanh các cái tính năng cũng như là hoạt động của Việt Map Line ở trên điện thoại này ở trên màn hình ô tô thông qua Android Auto hoặc Apple CarPlay và trên uh, các cái thiết bị như là bóc Android hay là màn hình Android uh, và bây giờ thì mời quý vị cùng xem video cái điểm ăn tiền đầu tiên ở trên Việt Map Line đó là một cái phần mềm đáng tin cậy vì nó là một cái phần mềm mà nó dẫn đường cho chúng ta nó giúp cho chúng ta tránh những cái biển báo cảnh báo cho chúng ta biển báo nếu như nó không đáng tin cậy nó báo sai một cái chúng ta bị phạt thì rất là phiền phạt nóng xử lý nhanh còn được nhưng nếu như phạt nguội thì vô cùng là phiền phức đấy thì cái tôi đánh đánh giá cao cái vấn đề tin cậy và cái vấn đề chính xác của Vietmap Live lên hàng đầu và vì sao nó lại có cái độ chính xác cao như vậy thì vì đây nó là một cái phần mềm online thế nên là nó có, có những cái bản cập nhật liên tục bên Vietmap họ cập nhật liên tục một tuần một bản cập nhật luôn luôn cập nhật những cái biển báo mới này những cái camera phạt nguội mới này ở đâu ở đâu có là họ cập nhật hết nó khác hoàn toàn so với các cái phần mềm offline như là phần mềm S2 hay là Navitel thậm chí hàng quý mới có một lần cập nhật mà mỗi lần cập nhật thì rất là nặng và hầu như khách hàng nhiều khách hàng cũng không biết cơ đấy nhưng với Việt Map thì kệ nó tự tự nó sẽ cập nhật đây tôi sẽ test cho, cho quý vị cùng xem cái cái bản cập nhật của nó như thế nào nhé đây chúng ta sẽ vào phần mềm Việt Map Line này vào phần cài đặt này chúng ta sẽ kéo xuống cuối cùng là thông tin cập nhật bản đồ. thì hôm nay là ngày 22 tháng 8 và quý vị thấy đây cái bản cập nhật của tuần 4 tháng 8, đây tuần 1 này, tuần 2, tuần 3, tuần 4 tháng 8 rất là đều đặn một tuần một bản cập nhật và tôi sẽ tôi sẽ kích vào cái bản cập nhật mới nhất là tuần 4 của tháng 8. đúng không ạ? thì ở trên cái bản này này đã được cập nhật vào tuần thứ tư của tháng 8 này hơn 157 điểm tốc độ được thêm mới, 40 vị trí camera được thêm mới, 79 biển cấm vượt, hết cấm vượt được thêm mới, 37 điểm cấm rẽ được thêm mới và hơn 10 biển hiệu lệnh hướng phải hướng phải đi được thêm mới. Đó, quý vị trông thấy chưa ạ? À, cái cái khả năng cập nhật của nó vô cùng là nhanh và rất là tuyệt vời. Đấy là về cái phần cái 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 đầu tiên, cái điểm đáng tiền đầu tiên thì nó là phần mềm dẫn đường đáng tin cậy này. À, mà để mà được đăng tin cậy thì nó sẽ có những cái bản cập nhật liên tục liên tục liên tục đấy một cơ sở dữ liệu bản đồ khổng lồ của Việt Map nó là như vậy còn à, tiếp theo nữa ở trong cái điểm đầu tiên đó là cái Nó là một phần mềm online thế nên là nó hoạt động theo thời gian thực nó có thể cảnh báo được cái phần cái tắt đường cho chúng ta Đấy, ví dụ như là chúng ta dẫn đường đi đúng không ạ? Nó có thể là cảnh báo được đoạn này tắc này, nó sẽ dẫn chúng ta đi cái đường mà không tắc hoặc là có những cái điểm mà cấm rẽ theo giờ nó cũng cảnh báo được cho chúng ta. Đấy, đó là những cái mà vô cùng hay ở một cái phần mềm online, nhẹ, gọn, cập nhật nhanh, đáng tin cậy và dẫn đường thì vô cùng là tuyệt vời. Đó là điểm đầu tiên, điểm điểm đáng tiền đầu tiên ở trên cái Vietmap Line này quý vị nhé. Cái điểm đáng tiền thứ hai ở trên cái phần mềm Việt Vietmapline này đó chính là cái khả năng sử dụng linh hoạt của nó. Vì bởi vì đây là một cái phần mềm online thế nên là cái license cái bản quyền của nó nó sẽ ăn theo cái số điện thoại quý vị đăng ký tài khoản ấy. Đấy thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể mang cái phần mềm này đi đến bất kỳ đâu, sử dụng ở bất kỳ thiết bị nào. Chúng ta dùng trên điện thoại này, chúng ta sử dụng, sử dụng trên điện thoại kia, chúng ta sử dụng ở trên bóc Android, trên màn hình Android ở đâu cũng được chỉ cần tải cái app về đăng nhập vào là xong là chúng ta hoàn toàn có thể dụng. Thì thông qua cái việc này ấy, thì uh, ví dụ như là gia đình mình có hai xe hai người dùng hạn chúng ta có thể hoàn toàn có chia sẻ cho nhau dùng được này hoặc là chúng ta có thể cho bạn bè mượn cái phần mềm này để họ họ sử dụng họ đi ví dụ như họ có một chuyến đi xa hạn uh, tôi có thể cho bạn mượn khoảng vài ngày cũng được bởi vì là cái nhu cầu sử dụng cá nhân của chúng ta hầu, hầu hết là cũng không nhiều lắm một ngày chúng ta cũng chỉ đi làm loanh quanh ở nhà thôi ở cung đường nọ cung đường kia thôi đấy cũng ít khi chúng ta phải va chạm với những cái đường mới các cái tình huống mới thế nên là chúng ta có thể hoàn toàn là cho bạn bè sử dụng hoặc là chúng ta mua chung chia sẻ tài khoản. đấy là cái tính linh hoạt và cái thứ hai nữa ở trên phần mềm này thì nó là cái tính dễ sử dụng, nó vô cùng vô cùng dễ sử dụng. nó giống như cái thăng phần mềm Google Maps đấy nó dễ sử dụng lắm luôn đấy. À, bằng chứng là tôi đã bán được một tháng nay khoảng bán rất là nhiều khoảng hơn 100 trăm rồi hơn một trăm khách hàng thì hầu như khách hàng chỉ mua và kích hoạt thôi chứ cũng không phải hướng dẫn sử dụng bởi vì là nó dễ lắm chỉ cần cài kích hoạt xong đấy thì cắm vào xe hoặc là dùng trực tiếp trên điện thoại là ok là dùng được luôn đấy thì nó khác hoàn toàn với các cái thế hệ phần mềm dẫn đường đang có mặt trên thị trường Việt Nam ví dụ như là dàn anh của nó là S2 hoặc là S1 hoặc là phần mềm của hãng khác nhà Nam theo hay gì gì đó thì cái việc chúng ta tìm đường nó vô cùng khó thứ nhất là nó không có tích hợp cái dẫn đường bằng uh, tích hợp ra lệnh dẫn đường bằng giọng nói này đấy hoặc là nếu như mà chúng ta cần ấy, có công việc gì ấy, chúng ta bấm tìm 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 ở trên này này tìm tìm cho này nó vô cùng là khó nhưng với Vietmap Live thì nó giải quyết cái vấn đề đấy trong một tích tắc ra lệnh giọng nói hoặc là chúng ta tìm kiếm thủ công như này cũng rất là dễ luôn. Đấy, đó là cái điểm đáng tiền thứ hai ở trên Việt Map Live, đó là linh hoạt và dễ sử dụng. Tóm lại đơn giản như vậy thôi. Cái điểm đáng tiền thứ ba ở trên Việt Map Live đó là tiền. Đó là tiền quý vị ạ. À, cái tiền phí bản quyền quý vị bỏ ra mua ấy thì ở trên phần ở trên Việt Map Live họ bán khoảng 1 triệu 2 một năm nhưng với bản thân tôi tôi bán giá nó rất là rẻ hợp lý chiết khấu mấy chục phần trăm để cho ai ai cũng có thể sử dụng được thì tính ra nó chỉ rơi khoảng độ 2.000 đồng một ngày tức là nó còn chưa bằng một cốc trà đá cơ trà đá bây giờ đang là 3.000 một cốc tính theo giá cao nhất ở Hà Nội là 3.000 một cốc đó còn viên Map Line thì chỉ khoảng 2.000 đồng một ngày đó thì uh, hầu hết là ai ai cũng có thể sử dụng được nó cũng rất là dễ uh, dễ sử dụng dễ mua đấy chỉ cần alo cho Sơn một cái đấy, Sơn cấp bản quyền là xong Đấy, và cắm vào trên xe là dùng rất là dễ. Còn nếu như mà chúng ta tiết kiệm hơn nữa thì hai người ba người chúng ta mua chung một cái được cũng chẳng vấn đề gì cả. ai dùng thì dùng. đó đó là cái cái đáng tiền thứ ba đó là tiền nói thì đắt thôi nhưng mà lại vô cùng rẻ. À, nếu như mà chúng ta dùng cái S2 thì có thể dùng một mình thôi, chả, chả chia sẻ cho ai được. Thế nhưng mà nếu mà dùng về Việt, Việt Map Live chúng ta chia sẻ cho bạn được. Thì chia tiền cho nhau nó, nó đơn giản thôi. Nói nói là loại nói như vậy thôi nhưng mà nó có mấy trăm nghìn thôi, nó cũng chả đáng gì đúng không quý vị. này đấy, đấy là cái điểm đáng tiền thứ ba. Nhưng mà ba điểm cái ba cái điểm đáng tiền ở trên cái Việt Map Live để quý vị cùng uh, uh, cùng chiêm nghiệm xem là nó đúng không nhá. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ uh, review nhanh các cái tính năng một vài cái tính năng ở trên Việt Map Live này ở trên điện thoại này. À, tôi sử dụng điện thoại kết nối apple carplay với xe ô tô và tôi dùng bóc android kết nối với xe ô tô để quý vị cùng xem là nó có những cái gì khác nhau nhé đây là cái giao diện khi mà chúng ta kết nối điện thoại đối với xe thì à, hầu hết các xe mới bây giờ ấy, thì nó đều có kết nối em Android Auto hoặc là Apple CarPlay của điện thoại đối với xe khi mà chúng ta kết nối vào thì thông toàn bộ thông tin trên điện thoại này nó sẽ chuyển hết lên trên màn hình của xe ô tô rất là dễ sử dụng đúng không quý vị? Đấy, khi mà chúng ta chuyển lên như thế này thì đây là cái màn hình giao diện của Android Auto tôi đang dùng điện thoại Samsung nhưng mà Samsung cũng được iPhone cũng được không có vấn đề gì cả thì nó sẽ có cái giao diện của nó sẽ như thế này Đấy, đây là đây là giao diện điện thoại này chúng ta có thể vẫn có thể nghe gọi điện thoại này dùng các ứng dụng Google Map hay Viet Map này và sau đấy thì chúng ta sẽ cái phần mềm Việt map Live thì nó sẽ hoạt động như thế này. Đó thì nó sẽ chia làm hai cái phần màn hình. Phần thứ nhất là bên phần phía bản đồ, phần thứ hai là phần giải trí để chúng ta nghe nhạc các thứ. Đó. Thì với cái bản đồ này thì chúng ta chúng ta hoạt chúng, chúng ta sử sử dụng nó rất là vô cùng là dễ. Nó có thể tìm kiếm bằng tìm kiếm bằng các bằng cách là chúng ta nhập địa chỉ vào đây. Đó, nhập địa chỉ vào đây muốn đi muốn tìm đâu này chúng ta nhập địa chỉ vào đây đấy hoặc là chúng ta có những cái địa điểm mà chúng ta đã lưu chúng ta có thể tìm ở đây dễ dễ đúng không ạ đó đây chúng ta nếu chúng ta đã lưu rồi chúng ta tìm ra dễ ngoài ra thì bên trên bên phần mềm nó cũng sẽ tích hợp chúng ta rất là nhiều các cái các cái địa điểm quan trọng mà hầu hết ai cũng muốn ai cũng dùng ví dụ như là chúng ta đi một đến một chỗ nào đấy gần hết xăng chúng ta tìm trạm xăng à, ví dụ như vào trong nội đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng mà chúng ta không biết cái bãi đỗ xe chúng ta tìm chúng ta có thể tìm bãi đỗ xe rất là nhanh đấy nó sẽ cho chúng ta cái bãi đỗ xe và tôi đã kiểm chứng những cái thông tin này rồi nó rất là chuẩn xác và ra thì nó có thêm nữa là rửa xe ô tô, cà phê, nhà hàng, khách sạn, resort, ATM, bệnh viện đó, tất tần tật những cái này thì ở trên Vietmap cái dữ liệu của họ rất là nhiều thế thành thử ra là chúng ta được sử dụng những cái đấy rất là ok có đây là màn hình chính của xe thì chúng ta ngoài cái tìm kiếm bằng tay vừa rồi thì chúng ta có thể tìm kiếm bằng ra lệnh giọng nói chúng ta có thể bấm vào cái mic ở trên màn hình này dẫn đường đến lăng bắc hồ chỉ đường đó đây Đấy thì là nó sẽ dẫn đường cho chúng ta đến thì trong cái quá trình di chuyển Ví dụ như là có biển báo tốc độ, có cấm rẽ cấm vượt làn như thế nào thì nó sẽ hiển thị tất cả trên màn hình này à, đây là tôi đang ngồi ở trên xe thế thành tôi không di chuyển thành ra nó không có nhưng mà đây quý vị có thể xem khi mà chúng tôi đang di chuyển thì nó sẽ hoạt động như thế nào đấy là cái cách hoạt động ở trên điện thoại nó vô cùng là dễ và nó cũng không có cái gì để uh, không có cái gì làm khó chúng ta sử dụng cả còn ngoài ra thì nếu như mà quý vị muốn cài đặt bất kỳ một cái gì cho Việt Map Line thì chúng ta có thể bấm vào trên điện thoại để chúng ta cài đặt nhá chúng ta bấm vào đây đấy bấm vào Việt Map Live trên này này chúng ta có thể là cài đặt hết ở trên này được nhá đây cài đặt các thứ này đấy thì uh, tôi đã có một video hướng dẫn quý vị cài đặt cái cái phần mềm này rồi đấy thế nhưng mà về cơ bản nó sẽ như thế này đó đấy là sử dụng ở trên điện thoại dễ dễ vô cùng dễ luôn dễ như ăn kẹo và đây là cái giao diện của Việt Map Line khi chúng ta dùng ở trên bóc Android hoặc là màn hình Android đây cái xe này thì tôi đã gắn thêm một cái bóc Android đây đấy, cái bóc này thì tôi chỉ dùng để test thôi tôi cũng không dùng cái này nữa thì quý vị trông thấy đây khi mà chúng ta đăng nhập vào trên bóc một cái tôi vừa vừa lấy tôi dùng trên điện thoại đúng không ạ bây giờ tôi đăng nhập vào bóc một cái thì nó sẽ ra luôn cái trên cái 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 bản quyền của tôi ở trên này và cái mọi cái thông tin khi mà tôi dùng điện thoại tôi chuyển sang đây thì nó vẫn giữ nguyên như vậy không có một cái vấn đề gì thay đổi xảy ra đấy ngoài chúng ta có thể là uh, tìm kiếm này này loại tôi tìm lăng chủ tịch này thì bây giờ ở trên này nó cũng có lăng chủ tịch luôn này tôi tìm bãi đỗ xe cái gì đấy thế nhưng mà ở trên bóc thì nó sẽ hiển thị hiển thị đầy đủ hơn và dễ nhìn hơn mặc dù là với cái xe này thì tôi đang dùng một cái xe màn hình màn territory màn hình nó là màn hình ngang nên nó sẽ nhiều thông tin hơn nhưng mà quý vị dùng cái màn hình nhỏ hơn thì nó cũng cũng hiển thị nó cái độ hiển thị của nó cũng sẽ tốt hơn là độ hiển thị của nó nó cũng sẽ tốt hơn là dùng của điện thoại và khi mà tôi thoát ra màn hình ngoài tôi sử dụng một cái tác vụ khác chẳng hạn thì quý vị có nhìn thấy cái gì không đây cái này này cái này là cái ăn tiền này đây, đấy, đấy. Nó sẽ có một cái pop-up như thế này, luôn luôn nó hoạt động ở trên màn hình. Đấy. mặc dù là chúng ta không dùng nữa, chúng ta không trực tiếp ở trên màn hình Vietmap Live, nhưng mà nó vẫn luôn luôn có pop-up này để chúng ta luôn luôn là kiểm soát được cái cung đường của chúng ta đi là nó đang tốc độ bao nhiêu này, giới hạn tốc độ bao nhiêu và ngoài ra nó sẽ thêm có thêm một vài biển báo nữa một vài biển báo nữa ở đây đấy và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái cái bố áp này à, chúng ta muốn vuông thì vuông muốn chữ nhật thì chữ nhật muốn cái gì thì nó sẽ có cái đấy đấy là một cái lợi thế rất là tuyệt vời khi chúng ta sử dụng các thiết bị như là màn hình android hay là bóc android thì nó sẽ hiển thị nó sẽ linh hoạt hơn bởi vì uh, dù sao thì nói thì nói nó cái bóc này hoặc là cái màn hình Android thì nó cũng là một cái thiết bị chuyên dụng một thiết bị riêng đúng không ạ đây ví dụ như là quý vị đang dùng uh, bóc Android à, đang dùng biển pháp line đúng không chúng ta muốn xem YouTube chẳng hạn Đó, thì chúng ta bấm vào YouTube và nó vẫn hiển thị ở đây để chúng ta luôn luôn là kiểm soát được rất là dễ dàng nó chạy ngầm nó nó chạy ngầm nó cũng giống như cái S 1 thôi S1 đây S1 đây nhưng mà khi mà S1 chạy ngầm thì nó sẽ không có cái này S1 nó chỉ có tiếng nói thôi nhưng mà cái này chúng ta có thêm hình ảnh để xử để chúng ta dễ dàng quan sát và dễ dàng kiểm soát được cái cung đường của chúng ta đi đấy còn cái việc dẫn đường hay như thế nào đây thì nó vẫn rất là dễ và trên màn hình thì nó sẽ hiển thị rộng nó sẽ hiển thị lớn hơn đấy nên nó hiển thị được cả tắc đường này đấy nó dễ dàng hơn à quên mất một quên mất một cái vấn đề nữa muốn uh, chia sẻ với quý vị đấy là uh, hiện tại thì Việt Map chưa fix được cái lỗi hiển thị cảnh báo tắc đường ở trên Android chỉ mới hiển thị được ở trên các cái thiết bị uh, iOS thôi, còn ở trên Android khi mà kết nối với xe là nó chưa hiển thị đâu nhá. Thì hy vọng là thời gian sớm thì Vietmap sẽ cải thiện cái đó.